Hello, xin chào tất cả anh chị và các bạn. Và hôm nay thì em lại chuẩn bị bàn giao một chiếc xe ghét này nữa về Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Kiểm tra tất cả các chi tiết thì nó lại có một chút, nó bị vỡ một tí cái đường két nước ở đây này. Thì đối với dòng xe ghét ấy, mà nếu như không tinh ấy, là sau này rất hay bị thổi răng, bởi vì những cái này nó bị vỡ này. Nó vừa mới làm gầm xong, con này thay những cái gì dành kiên? Dầu số, dầu máy. Dầu máy, dầu số. Gì nữa? Đầu lắp ngoài. Đầu lắp ngoài. Giảm sóc sau một bên. Giảm sóc sau một bên. Cộng với đường nước này, chuẩn bị lên đường thì lại kiểm tra nước thì lại thấy ẩm ẩm, lại phải thay nốt cái cút này nữa để cho các bác ấy đi làm cho anh em cho nó cụ thể chi tiết. Đây là một chiếc xe nó khá là cứng. Bác này là bác ở Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Đời 2009, biển Hà Nội. Rất là cứng xe. Hành trình này thì không biết là có nên mình có nên đi không. May là cái đồ này nó có ngay, không lại phải chờ. Ngày nay chuyển cọc có 6 con. Có lấy cái tích 13 dài chứ. Đấy. Mấy đây đang hết xe các bác ạ. Bán được thì hết. Bán hết nhưng mà lại không mua được. Khổ thế. Đấy, anh chị ngồi chờ xíu nha, sẽ thay luôn cái này luôn nhá. Đồng chí em ơi, cái găng tay làm cho nó đúng ấy. Đấy, cần cần cù đã đây. Nhanh chân nhanh tay lên hộ anh phát. Xong để đẩy tiếp dài hơn tí. Tiếp này là tiếp dài nhất rồi em. Nó có một cái đầu nối gật gù khác nữa mà. Ngắn hơn đấy. Lắc léo. Cái loại mà nó chứ thập ấy. Không cần. Thì nó có cái đấy thì nó làm nó sẽ nhàn hơn. Nhiều lúc có những cái cạnh này. Này nuôi về mà không kiểm tra lại nước là hết hơi. Đi dọc đường là căng. Toang. Thế mới bảo phải kiểm tra, nếu không thì không phải kiểm tra, cái đấy đi thẳng không sao được. Con này kiểm tra. Con này đi thẳng không được. Đi thẳng toang ngay, không được. Vì như này nếu như mình đi thì là ok. Nhưng mà chỉ sợ nhất là những anh em đi mà nó không phát hiện ra tiếng mùi lạ. Nom thế nhưng mà mùi nước cái ngay. Mà nó khiếu giác, thính giác để phát triển. Đôi khi phải thính như chó thì nó mới nó đi xe nó mới được. Người mà xe nó cảm trêu các bác thế nhá. Nội dung là đôi khi là đi xe nhiều khi bảo là tai mũi là cộng với toàn bộ người là nó phải cụ thể chi tiết. Đừng làm đứt cái ống cái nốt nhá. Đứt ống đấy bây giờ lại đi nối hết hơi. Đứt ống này là đứt luôn đấy. Đứt ống đấy là coi như xong luôn. Ra rồi à? Đâu xe nó vỡ đâu. Tôi gửi ra xem. Nó rất là nhỏ thôi. Nó dớm. Nó nóng này bắt đầu nó lở ra, nó bắt đầu xỉ nước đấy. Nhìn chưa? Các bác nhìn nhá nào. Dung nhẹ cho bác nhìn đấy. Nó rất nhẹ thôi như này nhá, nhưng mà rất nguy hiểm này. Này nó bị hở cái khe này. Nó bị hở khe này anh chị này. Cho nên là cái dòng xe ghét thường là về là những cái này là gần như phải kiểm tra liên tục. Nếu mà nó ẩm ra phát là khi bình thường thì chúng ta nhìn như này thì không phát hiện ra. Nhưng mà khi bơm nước hoạt động cộng với áp lực, cộng với lại nếu như mà nó nóng lên ý, nhiệt độ nó tăng lên. Anh chị chạy cao tốc nhiệt độ nó tăng lên thì bắt đầu nó sẽ phun nước ở đây. Với một áp lực lớn thì nó sẽ phun như kiểu là tia. Và một lúc là hết nước. Ô, nó phải tháo cái van nhiệt này sang, cái van báo nhiệt này sang nhé. Thế đây là nó là cái, chính cái này nó là cái báo nhiệt này anh chị này. Đây này, anh chị nhìn trong này nó là cái báo nhiệt này. Nhiệt độ lớn hay không nó sẽ nằm ở đây.
và vát hàng nhiệt nó nằm vào cổ này đúng không? Đúng rồi. Nhưng con này thường nó sẽ tháo luôn à? À, vát hàng nhiệt á? Ừ. Vát hàng nhiệt không nằm vào cổ đấy chứ. Vát hàng nhiệt nó nằm bằng sau. Viết tầm cái. Cái đấy là báo quạt luôn đấy. Báo quạt nhiệt độ. À. Đây là báo quạt nhiệt độ. Đấy, các bác thấy rằng là nó vất vả lắm. Làm nghề ô tô này không hề là đơn giản một xíu nào hết. Đây con này tắp lô tắp ly đây. Con này thì xe về chưa kịp lên video. Các bác đã chốt luôn rồi. Bác Kỷ Nguyên Hải Phòng có thể là sẽ nhận được một chiếc xe rất là cứng này. Con này nó ưu điểm nó là hai đèn trần này. Hai đèn trần. Ghế nó rất đẹp lắm. Mà ra máy con này cũng đẹp luôn. Đó, anh chị thấy rằng là để làm được một chiếc xe nó không hề đơn giản đâu. Nó rất là nhiều những chi tiết khác và bên cạnh nữa là phải kiểm tra. Vặn vặn cái này vào vặn nhẹ nó lại vỡ nó cái tai bên kia như giống nứt này. Chứ nó vặn, nó nếu mà vặn chặt quá nó vỡ cái tai đấy là sau này nó cũng giòn nước. Đấy các bác ạ. Nói thật sự ra mà nói là làm xe đôi khi nó cứ phải chăm nom từng xíu một. Vất vả. Rồi thì còn lại phải lo lắng là về trong đó xe các bác đi thời gian nó như thế nào. Xem có cái điều gì mà cần phải cải tiến cho thời gian tới. Đúng là nghề làm dâu trăm họ anh chị. Nhưng mà thôi thì được khách hàng yêu mến, được khách hàng yêu quý và được các bác tin tưởng thì cứ nỗ lực hết mình. Có thể đôi khi là không làm hài lòng được hết được 100 bác, nhưng mà nỗ lực làm hài lòng đến 90 bác anh chị ạ. Mỗi một người là một cái điều, cho nên là nếu anh chị nào mà có cần cái tư vấn hay cần bất kỳ có cái thắc mắc hoặc có cái điều gì đó mà anh chị cần đến em thì anh chị cứ ới nhá. Là sẽ phục vụ anh chị nội dung là hết cỡ, hết mình. Hôm nay có một cái bác ấy đến đổi con xe Mô Ninh, bác ấy bảo là đầu tiên ấy thì có nghĩ là ông này ông làm chấm gió, nhưng mà hy vọng rằng anh ấy giữ lời và anh ấy sẽ làm lại cái review về cái xe ngày hôm nay. Nếu như mà được xem thì em sẽ gửi video lên trên mạng cho anh chị tham khảo nhé. Nói thật và làm hết mình, làm bằng cái tâm, làm bằng sự rõ nét và sự rõ ràng, và bên cạnh nữa làm với một sự đam mê. Nếu như anh chị nào mà cảm thấy có những cái điều gì cần cải tiến thì có thể giúp em comment, bình luận bên dưới cái video này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh và chị vào những cái clip tiếp theo. Đợt này em chỉ có làm những cái video đơn giản như này thôi. Không có cái gì mà cần cứ phải trau chuốt cả. Sẽ có nhiều bác sẽ nói rằng tiếng ồn, nhưng mà có nhiều bác, nhưng mà đây cái thực chất bao giờ nó cũng sẽ hơn anh chị. Con người ta sống về thực tại, sống về thực chất. Sống với những cái điều mà nó có ích, có lợi và có giá trị cho khách hàng. Xin chào và anh chị và hẹn gặp lại vào cái lần bàn giao tiếp theo. Và nếu như anh chị nào hóng thì là chiều nay hoặc sáng mai em sẽ đi lấy con Ford bán tải răng gơ mua ở trong Đắk Lắk. Xe chuyển lồng chuyển ra giờ này chắc gần chuyển ra đến Hà Nội rồi. Thì có thể là tối nay em đi hoặc có thể sáng mai đi. Nếu bác nào hóng mà cái cách để lấy xe hoặc là tại sao lại lấy xe từ miền Nam ra, và bên cạnh nếu mua xe miền Nam thì nó như thế nào, hoặc là mua xe các tỉnh khác mà không cần phải xem xe thì nó như thế nào. Các bác mua xe mà không cần xem thì em cũng mua không cần xem, nhưng mà đương nhiên là em mua là bởi vì như này là em có những cái người cũng là uy tín, những cái người cũng là thực sự mà họ đã từng mua vài lần rồi, cho nên là mình cũng thấy rằng là người ta làm uy tín, cho nên mình cũng mua lại của người ta. Thì đấy là cái để em xem rằng là khi mà mình mua như vậy thì mình khi mình chuyển xe như vậy thì mình xem cái dịch vụ của họ với dịch vụ của mình nó có tốt hơn mình được hay không. Bên cạnh nữa là khi mình mua thì trong tâm mình có những cái điều gì, có những cái lo lắng gì,
có những cái điều gì mà khách hàng của mình cũng đang lo lắng, thì để mình cải tiến, để mình có thể là mình làm cho nó nhanh hơn, tốt hơn, và làm cho nó mạnh hơn, và làm cho nó chi tiết hơn anh chị nhé. Anh chị nếu mà hóng thì hãy chờ video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.